Hi, chào các bạn. Thì hôm nay Themy trở lại với các bạn thêm một cái video mà nói về cái sự ngoài những cái sự mà khác nhau giữa đàn ông Việt Nam và đàn ông nước ngoài. Thì bây giờ Themy nói về cái sự khác nhau giữa cái đàn ông nước ngoài họ uống bia uống rượu và đàn ông ở trong nước của mình uống bia uống rượu. Thì Themy thì không biết, cũng có biết nhiều những cái người những cái nước khác họ uống bia uống rượu, hoặc là cũng có, họ cũng không có những uống bia uống rượu, nhưng mà cái người nước Mỹ là Themy ở đây một thời gian rất là dài, thì Themy thấy cái người ở cái đất Mỹ này á, khi mà cái người đàn ông họ uống bia uống rượu là rất là một cách rất là xã giao. Họ phần nhiều á, là họ đi tới mấy cái quán bar, là mấy cái nhà hàng á, nó có những cái khu quán bar để cho họ uống, để mà họ xã giao hoặc là họ nói chuyện. Những cái giờ mà đi làm về mà mệt mỏi đó thì họ tụ tập nhau lại, họ uống rượu, họ xã giao một ly hai ly rồi họ về. Còn nếu mà lễ Tết á, thì họ cũng có tụ tập lại gia đình rồi cũng có cùng ly một ly, hoặc là thế mình nghĩ chắc cũng hai ba ly thôi, nhưng mà không có tới độ mà say xỉn. Cũng có phần nhiều có say xỉn chứ, cũng có say xỉn, nhưng mà cái say xỉn của họ nó có mức độ thôi. Rồi họ ra xe rồi vợ trở về hoặc là những cái người quen trở về, hoặc có thể họ gọi taxi họ để họ đi về nhà thôi, chứ không có tới độ giống như Việt Nam của mình. Tại vì Themy thì không có ở các nước khác, nhưng mà Themy cũng thấy chắc là cũng có ở trong những nước khác thì nó cũng có những đó, chẳng hạn như trong trong TV thì có thấy là những cái người đàn ông đại Hàn đó thì họ cũng uống bia uống rượu rất là nặng mà họ cũng bị say như vậy. Rồi họ cũng có những cái hành động khác nữa, nhưng mà đối với cái người Việt Nam của mình á, các anh người Việt Nam của mình á, thì cũng có uống bia uống rượu, nhưng mà uống bia uống rượu rồi tới lúc mà về tới nhà rồi á, thì không, cũng có nhiều người là đi ngủ, cũng có nhiều người rất là ngoan, không có làm gì hết, chỉ có đi ngủ thôi, rồi ngày mai lại đi làm tiếp. Nhưng mà có nhiều người á, khi mà uống bia uống rượu vào đó, chắc là tại cái chất cồn đó, nó quá mạnh đi, các anh đâu có biết đâu, uống bia uống rượu mà nặng quá mà nhiều quá đó thì đầu óc mình ngày qua ngày nó sẽ bị hư, cái đầu mình nó sẽ không có suy nghĩ được nhiều mà rất là nóng tính, rồi không những cái đầu nó hư á, rồi tim gan từ từ nó bị hư, tại vì cái chất cồn nó vô nó nóng nó mạnh quá, ngày qua ngày hết cái gan hư rồi tới cái phổi đó. Từ những cái đó đó dẫn tới các anh về nhà cau có, rồi thấy cái gì cũng bực mình, rồi chửi mắng rồi đánh đập. Cái đó là một cái rất là tệ nạn mà Themy nghĩ á, hồi trước, cái hồi mà năm 80 mấy á, thì lúc đó Themy còn nhỏ thì thấy như vậy thì rất là sợ, sợ lắm. Tại vì cái chỗ nào mà đánh nhau mà rượt nhau mà cầm dao cầm ấy mà chém nhau, hoặc là đổ bể trong nhà hay là chửi mắng á, khi mà lúc mà họ ra đó thì cũng chỉ là uống say rượu rồi về nhà đánh vợ đánh con thôi. Rồi cũng vì rượu mà uống nhiều mà thành ghiền, rồi về lại đòi tiền vợ phải đưa. Rồi cũng vì rượu ghiền mà hình như nó làm cho đầu óc của mình không có được bình thường mấy. Rồi đi làm thì cũng chẳng làm được tới đâu, rồi cũng về rồi lại cũng tụ nhau vào bia rượu. Thì thêm biết bia rượu là những cái lúc mà mình buồn quá, mình buồn bực quá, hoặc là những lúc mà mình không có job, thì mình không có công ăn việc làm, thì cái đó nó cũng là một cái rất là buồn bực ở trong cái cơ thể người đàn ông. Họ có thể là uống rượu vào để mà họ giải những cái mà buồn bực đó, những cái stress đó, những cái căng thẳng đó. Nhưng mà họ không biết là khi những cái đó họ uống vào đó, thứ nhất đó, khi mà cái hoàn cảnh gia đình đó, nó đã rơi vào cái mức mà hơi túng một chút đó, mà còn phải lấy tiền đi uống bia uống rượu nữa, là cái đó là một cái sai rồi. Cái sai thứ hai nữa, khi mà uống về xong đó, không có phải là đi ngủ, mà uống về xong đó, chửi vợ, chửi con, chửi hàng xóm, xong rồi đánh đập vợ con. Thì thế mình nghĩ là hồi trước đây thì nó không có còn, thì mình nghĩ là bây giờ cái đất nước của mình nó mở mang quá rồi, nó văn minh quá rồi, nhiều đất nước vào, thì mình nghĩ là cái đó nó hết rồi. Nhưng mà mới gần đây thì thêm mình nghe rất là nhiều anh chị em, rồi thêm mình cũng coi trên phương tiện giao thông đó, thấy là uống bia uống rượu đó về nhà đánh vợ, đánh mà tới độ mà khinh ra cái cột điện đó, quăng ở ngoài đó. Nhưng mà nếu mà ai mà đụng vô là chết, không có cho cứu vợ con, không có cho cứu vợ. Đánh xong đó, khi mà vợ bực tức quá thì mới đi ra phường, ra xã để mà báo phường, báo xã. Thì phường, xã thì không làm gì được hết, chỉ có bắt ngồi xuống, hai vợ chồng ngồi viết văn bản, biên bản, hoặc là viết cái tường trình lại, hoặc là kiểm điểm lại thôi. Rồi sau đó về đó, cái đó là xong tập 1. Khi mà tập 2 về đó
thì anh đó là dĩ nhiên là bị mất mặt rồi. Mất mặt là tại vì bị đưa ra phường ra xã, cho nên cảm thấy rất là mất mặt. Về á, muốn đánh vợ thêm một một tập 2 nữa, mà tập 2 nó còn đánh nặng hơn tập 1 nữa. Thì thế mình cũng không hiểu tại sao là mình lại làm như vậy. Cho nên là cái bia, nhưng mà người nước ngoài họ khác nha các bạn. Không bao giờ họ dám đụng vô người phụ nữ. Không cần biết họ uống bia uống rượu hay không uống bia uống rượu. Tại vì khi mà đụng vô cái người phụ nữ là họ sẽ bị cảnh sát họ tới họ bắt. Trước tiên là họ cứ vô họ bắt người đàn ông trước đi rồi tính sau. Không cần biết là cái chuyện mà cô này đúng hay là cái anh này sai, hay là anh này đúng cô này sai. Họ cứ bắt cái người đàn ông trước. Tại vì cái người đàn ông là cái người họ có sức mạnh. Mà họ có sức mạnh mà họ đánh người đàn bà là cái đó sai rồi. Đó. Tammy không biết ở Việt Nam đó, thì Tammy thấy là đánh xong rồi còn sỉ vả vợ con, mà ai mà vô cứu là không có cho cứu nữa. Nhưng mà nếu mà cái đó là cái khác nhau giữa hai cái đất nước, đó là như vậy đó. Rồi thêm một cái, đánh rồi về rồi mất mặt rồi đánh vợ tập 2, mà tập 2 còn đánh nặng hơn tập 1 nữa. Rồi hàng xóm cũng sợ, rồi vợ cũng sợ, rồi cũng không dám ra nói nữa. Rồi ở bên này thì hoàn toàn không có những cái chuyện đó. Cho nên khi mà Tammy thấy nhậu mà nhậu bình thường, mà nhậu vui vẻ thì không có sao. Nhưng mà ở đây nhậu không có bình thường. Đây nhậu xong đưa vợ ra tra tấn. Đưa vợ ra tra tấn như là mà cái gì đó, người người mang tội hay là người mắc tội phải tra tấn như vậy. Còn thêm một cái tệ nạn nữa là lúc nào cũng coi vợ giống như là ô xin trong gia đình, giống như là con ở. Các bạn suy nghĩ đi, cái người vợ của mình đó, nó đã là chân yếu tay mềm rồi, đã phải mang cái bụng bầu, mang nặng đẻ đau rồi, họ bây giờ cũng phải làm rất là cực khổ. Mấy bạn cứ tưởng sao không? Tôi đi ra ngoài tôi làm về rồi, cố ở nhà cố phải lấy thế này thế kia, về nhà mà không hài lòng á là đánh liền. Nhưng mà các anh có biết không, cái việc nhà đó nó vậy chứ nó cực lắm. Nuôi con nó đã cực rồi, còn cộng thêm cái việc nhà vào nữa, nó rất là cực khổ. Mà khi mà tới cuối ngày rồi á là đuối lắm rồi, không có còn sức làm cái gì nữa. Mà về á, Tammy thấy về tới nhà rồi mà không có hài lòng với vợ với con thì cũng cằn nhằn. Rồi chưa kể uống bia có mùi chút men bia men rượu vô là chửi, chửi tới cái độ mà gia đình không còn tiếng cười. Còn chưa kể là đánh nữa, đánh vợ chưa xong rồi đánh con nữa. Đầu óc nó có lộn xộn lên, nó không có điều khiển được. Rồi mình sinh ra là sao? Mình đánh vợ. Đánh vợ như là còn hơn là đánh thú nữa. Rồi đánh vợ xong rồi đập phá nhà cửa, chưa kể những cái chuyện đó. Các anh có nhìn thấy những cái chuyện mà mình làm như vậy á, nó là một cái tệ nạn của xã hội. Cái đó nó sẽ làm cho gia đình tan nát, sẽ làm cho con mình nó còn không có được những ngày hạnh phúc, những ngày mà có cha có mẹ trong gia đình. Thì cái đó là bia rượu nó làm ra thôi, nó làm cho đầu óc mình nó quẩn lên, rồi nó chửi mắng, rồi nó đánh đập. Mình không có control được những cái, mình không có điều khiển được cái con người của mình không điều khiển được cái lý trí của mình. Thì cái đó là những cái mà các anh phải nên nhìn lại. Uống bia uống rượu có mất thôi, đừng có uống nhiều quá. Tại vì uống cái đó không khác gì mà mình tự hại mình tự giết cơ thể mình từ từ từng ngày một. Rồi tới lúc mà mình lớn tuổi một chút, tới lúc đó mình không còn sức khỏe nữa, mình không còn một cái lý trí, không còn một cái đầu óc để mình làm việc nữa, thì lúc đó mình sẽ là cái gì? Lúc đó mình sẽ là những cái tệ nạn của xã hội. Lúc đó mình sẽ là những cái gánh nặng của gia đình, gánh nặng của vợ con và gánh nặng của xã hội. Cho nên bây giờ cái đất nước của mình nó văn minh lắm rồi, nó mở rộng lắm rồi, tất cả các nước vô, các anh phải nhìn thấy cái điều đó và phải nên thay đổi, nên điều khiển con người mình lại, mình nên kiểm soát con người mình lại. Uống, yes, có uống, nhưng mà uống để mà vui vẻ, để mà xã giao thôi. Đừng có uống mà giết chết con người mình. Từ giết chết con người mình giết chết người vợ mình giết chết gia đình của mình. Mình giết chết con cháu mình trong nhà, nó là một mầm mống của xã hội, là một cái tương lai của xã hội. Thì cái đó là cái mà Tammy muốn nói nghe. Cho nên Tammy thấy cái này là hai cái sự rất là khác nhau giữa những cái người đàn ông. Tammy thấy đàn ông Á Đông cũng có nè. Tammy thấy người Hoa người ta cũng có những cái chuyện đó thỉnh thoảng. Tammy thấy người Đại Hàn người ta cũng có những cái đó thỉnh thoảng. Nhưng mà Tammy thấy người Việt Nam mình rất là nhiều, đánh rất là nhiều. Mà nhất là những người ở dưới vùng quê đó. Tại vì những người dưới vùng quê có thể là họ chưa có nhìn thấy được những cái văn minh mới nó đang là tới cái đất nước của mình. Đất nước văn minh, đất cởi mở. Cho nên là Tammy nói ra đây á, nếu mà ai mà coi cái video này mà thấy được cái như vậy á, mình nên thay đổi đi. Tại vì bây giờ cái nền văn hóa nó mới rồi.
tất cả mọi thứ nó rất là văn minh, nó mới rồi. Mình phải làm sao để trở thành một người văn minh nữa. À, mình có thể uống bia uống rượu là một cách rất là xã giao thôi, xã giao thôi cho nó có mùi men mùi rượu thôi, hoặc là có bằng bạn bằng bè, hoặc là mình đi làm ăn nó cũng có thôi, nhưng mà về nhà hạn chế hạn chế. Bực tức á, ngày xưa thì nghèo nghèo khổ khổ thì mình bực tức, mình bực bội ở trong người mình, nhưng mà bây giờ thì mình thấy nghèo khổ thì cũng có, nhưng mà mình phải cố gắng đi mà nghèo khổ mình tiết kiệm lại, mình đừng có xài những cái khoản đó, rồi mình giúp vào gia đình ha, rồi mình làm cho gia đình của mình giảm mỗi thứ một chút vào để cho gia đình nó vui vẻ, chứ đừng có vì mà một chút men bia một chút men rượu mà đánh gia đình, đánh vợ đánh con, để cho cái mái ấm gia đình nó không có còn. Mà các bạn biết mà, thời buổi này mà mình đánh người ta riết rồi thì người ta cũng bỏ thôi, nó không có giống như thời buổi ngày xưa. Rồi bây giờ internet các nơi chỗ nào cũng có hết, rồi mấy cô cũng vô cũng trông thấy cũng đòi quyền tự do vậy, rồi tới một lúc mà mấy cô mà cảm thấy mà không chịu được là mấy cô cũng bỏ thôi. Cho nên là Themi kêu gọi tất cả các anh ở ngoài đó, nếu mà có khi nào mà có uống bia uống rượu thì cho vui thôi, rồi mình phải kìm hãm lại, mình đừng có để những cái chuyện mà không may mà nó xảy ra, những cái chuyện mà cãi cự giữa trong gia đình hoặc là đánh đập, cái đó rất rất là không có nên. Mình thấy đi, Themi thấy hai cái nền văn hóa nó khác nhau, rồi những cái người đàn ông ở bên này họ uống bia uống rượu rất là lịch sự, không bao giờ các bạn thấy nó có cái vụ mà đánh đập hay này kia hết đó, chứ đừng có nói tới, không có bao giờ có cái vụ say sưa nữa, chứ đừng nói tới đánh đập. Cho nên nhá, các bạn nhớ, thì mi làm cái video này thì mi kêu gọi tất cả những cái anh ở ngoài đó, nếu mà mình lỡ có vô tình đó mà mình say á, thì làm ơn đi ngủ đi, đừng có nói gì hết, đừng nói gì hết. Mình phải kiểm điểm lại một chút, mình phải Mỹ nó gọi là control đó, nhưng mà tiếng Việt Nam gọi là cái gì ha, mình phải kiềm chế lại, mình phải kiềm chế lại, đừng có để những cái chuyện mà không vui đó nó xảy ra trong gia đình nhá. Nhớ nhớ đây là cái mà Themi lên Themi nói hôm nay, để Themi kêu gọi tất cả những cái anh mà ở vùng xa vùng sâu đó, mà chưa có thấy cái nền văn minh nó tới đó mà còn giữ như vậy đó, thì làm ơn đừng có đánh vợ nữa. Vợ là người để mình lấy mẹ về, mình yêu mình thương, chứ phải vợ là người lấy về. Lúc có mình thích yêu thương thì yêu thương, còn lúc mà mình thích đánh là mình đánh. Người ta chân yếu tay mềm, đừng có đánh người ta như vậy, tội lắm, thương lắm nhá. Thì Themi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái video này của Themi nhá. Themi cảm ơn rất rất nhiều, nhớ subscribe cho Themi, like and share. Themi sẽ ra thêm một cái video mới nữa, cái kế tiếp là sẽ chỉ cho các bạn một cái cách mà làm sao để mà mình giữ hạnh phúc trong gia đình của mình. Tại vì Themi đã trải qua những cái lớp mà người ta dạy cho mình cái cách mà giữ gìn hạnh phúc gia đình đó, thì Themi sẽ đưa những cái mà Themi có trải qua rồi, Themi sẽ đưa ra để cho các bạn có những cái mà tham khảo để mà giúp mình á, để cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc hơn. Mà khi mà gia đình nó hạnh phúc á, rồi tất cả mọi thứ may mắn nó cũng sẽ tới, từ công chuyện làm ăn cho đến mọi cái may mắn nó tới với gia đình mình, rồi nó sẽ phồn thịnh hơn trong gia đình mình nhé. Themi xin chào ở đây, rồi hẹn gặp các bạn lần sau nha. Bye bye.